Đây là bông hoa bạc thiên hương sắp nở. Đây là những hoa đã nở rồi. Thì thường cái hoa nó nở khoảng tầm 2 đến 3 ngày thì nó sẽ chuyển sang màu màu ngà hoặc là màu vàng, hơi vàng vàng, và nó sẽ tàn. Đây là những bông sắp tàn. Đây, trên hình ảnh các bạn đang nhìn thấy là cây hoa bạch thiên hương, hay còn gọi tên khác là cây dành dành, hoặc là một số địa phương họ có tên gọi là cây lài lục bình. Đây là trái của nó, đây là sắp ra trái. Đây là một cái nụ hoa sắp nở. Đây là nụ hoa còn còn non, thì nó có dạng giống như là cái ngòi của bút, và thường thì nó sẽ nhầm lẫn với cái cây ngòi bút. Đây là gốc của nó. Cây này chắc cũng được khoảng từ 4 đến 5 năm tuổi rồi. Thì các bạn nào có nhu cầu về cái cây hoa bạch thiên hương này, về cách trồng, như chăm sóc hoặc là giống cây, thì liên hệ qua kênh của mình.